Trời ơi, hôm nay sinh nhật muốn nói gì không cả? Khóc đi chị, khóc đi. Nói không là nay sinh nhật em á, mấy bé mua bánh kem thì nhiều quá. Em ăn không hết nè. Ở trong đây có ai ăn không em bán cố. Rồi sao? Em bán trong vòng ngoài được. Làm đồ cho người ta đi. Biết mấy chục. Sinh nhật đẹp quá, nhà tắm. Cái cũng là được mà ha. Nó mới gọi. Chơi anh, mãi đến tối. Ôi. Trời ơi, cái buổi hả? Cái này là phải đẻ chưa đủ hả? Mà để chắc muối chừng nhiều quá vậy. Cái buổi với lại cái phòng gì? Trà bông. Kênh kia nữa. Còn cái hồi nãy nữa của bên Trần Chí Thiện, chợ Thiện tặng, của Abbott tặng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã nhớ đến sinh nhật của Cà. Hôm nay năm nay là Cà không có làm gì hết, nhưng mà những cái này là những cái tình cảm mà mọi người dành cho Cà, Cà rất là quý. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Năm nay Cà phát tài phát đạt luôn nè. Hy vọng làm luôn nè. Sinh nhật thật là hạnh phúc nha. Em nghe đồn là hôm nay chị đề xì cho mọi đứa 500 vui vẻ hả? À, của hôm nay là bé ba nó tài trợ tiền để cho Cà lì xì. Chị lì xì mọi đứa 500 thì chị lì xì, nhưng mà bé ba là tài trợ cho chị. Rồi hãy bắt đầu nhiều nha. 43 rồi hả? Xác định nhiêu nè? Hả? Chị xác định nhiêu nè? Trời. Hai ơi, là bao nhiêu tuổi rồi cho bé nhiêu tuổi? Trời ơi, vậy hoài luôn á. Đúc chưa? Đúc cái gì nè? Đúc chưa? Đúc rồi. Hôm nay chị Cà lì xì đứa 500 lấy cái lọc rồi. Lấy cái lọc rồi, cái lọc rồi. Lọc. Này này, lọc tiên. Ủa, đứa xếp hàng kìa. Cái gì vậy? Ý là cho gì? Cho ba mượn chứ, lấy ba trả sao? Rồi, chút rồi. Không, ý là đưa tiền cho bà mới được. Đưa thiệt đó nha. Đưa cho chị nè. Đó, trời ơi. Tự chia đi, đưa tự chia. Đây là bánh kem của mấy cô bạn của mấy cô, đây là bánh kem của gia đình nhà bóng. Đó, trời ơi, bánh kem rồi mọi người, đẹp quá, đây đẹp quá, đẹp. Đẹp quá, trời, trứng muối kìa, cái trứng này chắc nhỏ bà hai quá. Không phải, biết ai biết cái gì. Cái này là phô mai đúng không? Bánh phô mai đúng không? Chị đem này về luôn đi. Sao vậy? Đó, bà Cà tặng gì? Thôi chị ơi, dữ à, chết rồi. Thế thôi chị lấy cái này được không? Này có nhiều không? Không lấy ra rồi. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Chớ rồi, chứ hương quá dạ, còn cái nào nữa không?
hai không có cái nào cút tiền hết hả? Chớ rồi hai cái này có cút tiền hả? Ủa mấy em ơi cái này mình quy ra tiền, mình không ăn mình quy ra tiền được không? Được, có hai cái ông ty đổi nào đổi đâu cho ông ty đập tiền đó đổi ra Hương Nam á chị, ra Hương Nam á, này có Hương Nam, ra Hương Nam đâu thôi dân biết là sai, bánh kem của người ta bánh kem này đẹp quá mọi người ơi, bánh kem này này cũng tại vì nó có trứng là nó đẹp nè, chị cài hết trứng á, thì hết dài hết thì làm chậm chưa, xếp hàng đi, xếp hàng vô cho hai xếp hàng với làm chậm thế là bắt đầu cho hai đứa nào để tạo cái nè, ý là năm trăm, ý là em lì xì cho chị năm trăm gì vậy trời mọi người ơi, hôm nay là sinh nhật của chị Cà. À, chị Cà lưu vui quá nên là không thể nào mà đi ra tiền đi đâu quán cái gì ha. Nên là năm nay là chị em hợp nhóm thôi. Và đến sắp tới đây là sinh nhật của em nữa. Cái trải hoành tráng lớn, cực kỳ lớn, lớn từ trước đến nay luôn. Mọi người vô được cái bánh. Chị ta cho gọi xuống. Ủa cầu nguyện chưa? Cầu nguyện rồi. Cầu cầu gì vậy? Cầu cho bà hai má cao lên chút. Không. Cầu cho bà hai á mua đồ chị đủ chút tiền. Ủa kỳ vậy trời, chủ shop chủ đồ mà. Nhớ là tao chửi bọn Nhi cho cố vô vậy tiền bà cao. Thôi trả đi má lên mạng sống kìa. Chị đâu có thiếu gì đâu trả. Nói vậy thôi chứ mọi người có gì gánh gánh mọi người ủng hộ cho bé hai để bé hai có tiền trả chị. Được không chị, được không? Được chị. Hôm nay tụi tao nói vốn kìa. Nói vốn gì vậy? Nói sao có chiều cao. Thôi không phải chiều đó. Nói sao trong camera cao mà nó hoài lùng quá vậy. Không mà. Tại vì camera cao á, lúc mà mọi người quay nó là đứng trên cái ghế. Nó đứng trên cái ghế. Chỗ ngoài là nó không có đứng. Ngoài là thật sự. Rồi bây giờ nhập tiền đi, nhập tiền đi. Cắm bánh kem đi cả. Hả? Cắm bánh kem từng chân đi. Cắm bánh kem đi. Lấy hộp cái lồng nhỏ. Đông như vậy luôn, cũng đông như để mua cả chị em trong quầy được đến một cái buổi tiệc nhỏ của ta. Hy vọng mọi người đăng ký và like và chia sẻ cho Điên Thuế 15 và Auto LGBT nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người nghe cái bộ cắt nha mọi người. Dính cục phô mai ăn rồi. Ờ gì đó là lấy cái dao cắt vô lợi, không có bị Covid. Ngon nha mọi người. Bánh rất là ngon. Cái gì bớt đê cà nha. Rồi, dẹp. Chưa ăn. Dẹp mấy đứa ơi. Thôi để chú ăn. Bây giờ lấy hai cái này ra ăn đi. Rồi mấy cái nhỏ này để dành. Để dành đâu? Dành thôi về mà ăn sao. Cái này nữa. Cái này cái này ăn cũng không mệt xỉu rồi chứ giỡn hoài hai cái bự lắm á. Cái này ăn xỉu luôn á. Ai biết ăn cái này ăn là đủ rồi. Đi mã đi nè. Ai không có simlet kìa, trời ơi simlet đẹp đúng quá đúng trời luôn. Đâu simlet đâu? Nè. Chị Hai ăn bánh kem chị Hai. Bánh kem là phải có nước tương. Bé ba đâu rồi? Bé ba. Ba. Ăn bánh kem phải có nước tương, cái này lẹ lên ba, bé ba. Mẹ mấy đứa kem nước tương cho bánh kem ăn mấy đứa. Đẹp, đẹp. Chàng vô nó mới thấm bánh nè. Cà thú sĩ, cà chế đi nè, cà. Cũng phải không? Thú sĩ, gắm chế vô. Bây giờ á, mình thấy cho mình, tại chị Hai cũng lớn tuổi, mình làm cho chị Hai một phần, chứ chị Hai ăn cho mình coi nha mọi người. Để đạo đắt không? Ok ha. Chị chế hết đi, chị chế hết đi. Chị chế hết đi. Chị chế tương cho miếng ớt cho em mới ăn được. Cắt một cái cho cà, đừng có cắt nhiều cái. Không, cái nào một cái. Một cái mặn, cái ngọt nè. Cắt một phần nè, cho với ba dãy bên kia. Ba dãy bên kia. Ba dãy. Hiểu không? Miếng ngọt, miếng mặn, miếng ngọt, miếng mặn. Nè, miếng này ngọt, miếng này mặn. Cho mấy dãy bên kia.
Mọi người, anh YouTube cho ăn nè mấy anh ơi. Ở đây ngồi nè mấy. Trời ơi, chủ sự chưa ăn mà con mập này nó ăn dữ vậy trời. Rõ ta. Ê, cái này phải rút cái này lên hả? Không, không tiện. Không rút sao cắt. Cắt ra luôn. Mở ra. Ê. Cái này nó có. Ê, cho một cái cây dao nữa để cắt cái này. Nó nghe nè, bây giờ em. Nó có chỗ rõ. Bây giờ em lấy trứng em ăn hết được không? Hả? Em lấy trứng em ăn hết, em mất anh luôn rồi. Có bao nhiêu nha, mình cứ phải chạy. Bao nhiêu người, chỉ còn bao nhiêu quậy. Cắt một chút xíu vậy. Thiệt luôn á, bé đưa bé hai nó liếm. Em liếm cái khác, em liếm cái trứng. Em thích liếm cái trứng hay nè. Mép nha chứ không liếm. Hỏi này mấy trăm vậy bé. Trời ơi, đồ người ta tặng mà. Quy đổi ra tiền chứ thầy tiền quá. Ngon quá à, coi nè mọi người ơi. Hai, lấy cái bánh qua bán cho bé ba bên đây. Được không? Trời ơi, quá bị bé ba lắm má ơi. Không dễ kể bé ba đâu. Lấy cái bánh này bán lại cái bán cho bé ba bánh đen cho vui. Phải cầm cái để đem mấy cái quầy bên kia. Trời có sốt chút muối ngon quá à. Để chị bưng qua cho. Thôi để chị bưng qua cho. Trời ơi, mấy chị nói để chị kỳ quá, chị lớn tuổi chị kỳ đi ngồi đây. Thôi để chị gái. Ê, cắt một hộp cho mấy anh YouTube luôn. Nhìn nó rộng ràng quá. Nè. Đó có Miu Anh buồn quá. Miu Anh đi chơi với trai rồi. Ở trong một cục ngọt lên đây nữa.